Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của FK Pet. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm cầu thủ tiền vệ đó là Rikira Uehara trong Pet 2024 Mobi. Và chúng ta cùng đến với một hiệp thi đấu đầu tiên để cùng trải nghiệm Uehara trên kênh của FK Pet. Và trong hiệp 1 trận thi đấu ngày hôm nay, các cầu thủ FK Pet bảo vệ cầu môn bên trái với bộ trang phục là áo màu xanh và quần màu xanh. Còn đội bạn thì bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục là áo trắng quần trắng. Người đang có bóng đó là Agusa, đây là Lopotoka, một đường chuyền dành đến cho đồng đội và đây là một cơ hội để cho đội bạn có cho mình bàn thắng đầu tiên. Một pha dứt điểm cửa lòng là chưa thành công, bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa tới đối với cầu thủ của hai đội. Victor Osimhen là người vừa có một đường chuyền rất hay, tuy nhiên thì còn đó là sự xuất sắc của hậu vệ Suzuki. Và chúng ta đang phải chịu một tình huống tấn công đến từ đội bạn. Pha dứt điểm vừa rồi thì bóng trúng chân hậu vệ của chúng ta và đi hết đường biên ngang. Đây là tình huống phản công nhanh dành đến cho đội bóng của FK Pet. Uehara là người có bóng, một đường chuyền rất tốt dành đến cho Dudu. Cơ hội để cho đội bóng của FK Pet có cho mình bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu ngày hôm nay. Và vừa rồi là một tình huống dứt điểm rất hay, bàn thắng dành đến cho Rikira Uehara, bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 43. Những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất thì bất ngờ Uehara là người đã lập công để mang về bàn thắng cho đội bóng của FK Pet. Vừa rồi thì Uehara đã có cho mình bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ra mắt của chính anh trên kênh của FK Pet. Đây là Lopotoka, bóng trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía FK Pet. Goto là người có bóng, một đường chuyền rất hay dành đến cho Yamada và đây là một cơ hội dành đến cho đội bóng của chúng ta. Những pha xử lý rất hay, 1 phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp 1. Và như vậy hiệp 1 tạm thời kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về đội bóng của FK Pet. Và xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai để chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm Rikira Uehara trên kênh của FK Pet. Và trong hiệp 2 này thì hai đội sẽ đối sân cho nhau. Người đang có bóng đó là Politano, một pha đi bóng tương đối hay của Politano. Sau đó thì anh thực hiện đường chuyền vào trong, tuy nhiên chưa thành công. Bóng đang trong chân của các cầu thủ bên phía đội bạn. Và lại là một pha treo bóng của Politano. Lần này thì là một tình huống đánh đầu rất hay. Người có pha dứt điểm đó là Victor Osimhen. Bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 67 của trận đấu. Pha ghi bàn tương đối chất lượng của Victor Osimhen. Đây là tình huống giao bóng của đội bóng bên phía FK Pet. Người đang có bóng đó là Yamada. Một cơ hội để cho Uehara có cho mình bàn thắng thứ hai. Và đây là một cơ hội nào, Yamada làm gì? Một pha đánh gót đầy cảm giác của Yamada dành đến cho Uehara. Và ngay lập tức thì có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng của các cầu thủ bên phía FK Pet ở phút thứ 71 của trận đấu. Và vừa rồi là bàn thắng thứ hai của Rikira Uehara trong trận thi đấu ngày hôm nay. Người đang có bóng đó là Lopotoka, đây là Agusa, một đường chuyền dành đến cho đồng đội. Cơ hội để cho Rapanduri có cho mình một tình huống kiến tạo. Đây là Agusa, một pha chuyền bóng vào trong. Và rất may vừa rồi thì bóng chưa thể tới được cái chân của Victor Osimhen. Nếu trong tình huống vừa rồi bóng tới chân của Victor Osimhen thì rất dễ có bàn dành đến cho đội bạn. Đây là Uehara, cơ hội để cho chúng ta định đoạt trận đấu ngày hôm nay. Và pha dứt điểm vừa rồi của Uehara, bóng trúng chân hậu vệ đối phương và đi hết đường biên ngang. Sẽ là một tình huống đá phạt góc dành đến cho đội bóng của FK Pet. Uehara sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Vừa rồi là pha bóng lên của Rapanduri, đây là Politano, cơ hội phản công nhanh dành đến cho đội bạn. Dudu là người đã có một tình huống đánh chặn hay. Và 3 phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ra mắt ngày hôm nay của Rikira Uehara. Và vừa rồi thì bóng nằm gọn trong tay của thủ thành Meret. Đây là pha phát bóng lên của Meret nào. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu ra mắt của tiền vệ Rikira Uehara đã kết thúc với tỷ số 2-1. Cảm ơn anh em đã đón xem video ngày hôm nay trên kênh của FK Pet. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của FK Pet.